Các bác nhìn thấy em ngồi có thư thái không các bác? Đây là một chiếc ghế thiền trà nhá, làm trên chất liệu là gỗ chắc và hàng liền xỉ 100%, cực kỳ VIP, cực kỳ khét nha các bác nhá. Làm ra một chiếc ghế này không phải là đơn giản đâu các bác ạ. Mất hàng tháng trời để chọn lọc lựa gỗ cho nó đều màu là cái đầu tiên, và cái thứ hai là cái giá thành nó được hợp lý. Đấy, như một chiếc ghế này em làm ra đúng trong vòng hơn một tháng thì mới xong mộc. Làm thì chỉ mất 10 hôm thôi, còn cái công chọn gỗ cho nó liền lạc và đều màu thì tốn cả tháng trời các bác nhé. Và hoàn thiện chiếc ghế này nó cũng rất chi là kỳ công, đánh giấy ráp tầm 8 đến 10 nước là chuyện bình thường các bác ạ. Đấy, đánh giấy ráp nước cho được, đánh giấy ráp thô, đánh cực kỳ kỹ, sờ mát tay luôn các bác nhé. Đấy, cái chiếc ghế này thì thông số kích thước thì đây, em đã ghi ở đây cho mọi người để mọi người dễ hình dung rồi. Và cái phần khuôn tranh này bên em chưa vào keo thì nên là nó đang để hở thế này nhé, còn sẽ một khi mà đã vào keo hoàn thiện thì các bác sẽ không để được cái kẽ tóc vào đâu. Đấy, ván thì là ván vân hàng thân, vân thẳng rất chi là đẹp. Chiếc mẫu ghế này thì cực kỳ là đẹp, làm bộ ba nhé, mẫu ghế này có bộ ba hoặc là mọi người có thể là làm ghế chủ, ghế làm việc được. Đấy, dành cho đại gia nhé chiếc ghế này. Bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ cho em Khánh một được. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.